Các bạn còn nhớ là tầm 2-3 năm trước ấy, mình có làm một cái video mà để tự chúc mừng sinh nhật mình thôi à, nhưng mà nó không phải là video kiểu hài hài gì đâu. Như là bây giờ thì mình hay có kiểu làm cái video nó kỳ cục một tí vào ngày sinh nhật ấy. Nhưng mà cái video đấy nó là giới thiệu những quyển sách mà có yếu tố nước ấy, của trinh thám hay là những cuốn sách nói chung gì đấy. Những cuốn sách có yếu tố nước thì nó liên quan đến cung Song Ngư ấy. Thực ra thì cung nước thì có cả thần nông với cả cự giải, nhưng mà lúc đấy là ý là mình muốn là tập trung vào Song Ngư. Mình không nhớ cái tên của video là gì, như là video những quyển sách có yếu tố nước. Nhưng mà trong cái video đó, ở ở cái video đấy thì có một số bình luận mà muốn là kiểu rất là gợi ý là mình có thể làm những cái kiểu recommend sách cho các cái cung hoàng đạo ấy. Lần này mình sẽ giới thiệu những quyển sách mà sẽ khá là thích hợp cho những người thuộc cung sư tử. Vì hiện tại thì mình cũng đang yêu một người cung sư tử nên là tự dưng nghĩ ra như thế đấy. Và mình đã tập hợp đây 10, đây là top 10 cuốn sách, cũng không phải top đâu, mà gọi là 10 cuốn sách, 10 cuốn truyện mà sẽ rất là thích hợp cho một người thuộc cung sư tử. Cung sư tử là một người rất tự tin, rất có sức hấp dẫn, thu hút người khác bởi sự tự tin của mình. Một người rất là dũng cảm, thích những cái rực rỡ, và cũng là một người rất là sống tình cảm, rất là thích những cái nó to lớn, to tát, vinh quang này nọ, vĩ mô ấy. Nhưng mà lại cũng là một người rất là tình cảm và luôn luôn là quan tâm chăm sóc đến những người mình yêu thương, đến gia đình. Rồi một người cung sư tử thì cũng rất là trung thành, trung thủy, và cũng là một người mà rất là trân trọng cái tôi của mình, cái bản thân, tức là họ sẽ họ có cái tính cá nhân rất là cao nữa, và là một người có cái tôi rất cao, nên là có thể sư tử cũng hơi nhạy cảm một chút nếu có bị tổn thương đấy, rất dễ, khá là dễ bị tổn thương đấy. Kỳ là trông nhìn thì có vẻ to tát trông bên ngoài nhưng mà có thể bên trong lại chỉ là một cái con mèo con. Mình nghĩ thế. Và vì vậy mình tập hợp đây một số cuốn sách mà mình thấy khá là phù hợp cho một người thuộc cung sư tử. Và có một điểm rất hay ở đây, đó là những cuốn sách này không có cuốn nào là cuốn trinh thám cả. Và nếu để nói về một cuốn trinh thám mà mình muốn giới thiệu cho một cuốn sư tử thì lại là một cuốn sách mình chưa đọc, thì mình sẽ bonus thêm, tức là ngoài 10 cuốn sách mình nói đến, mình sẽ bonus thêm 3 cuốn sách mà sẽ phù hợp với một người thuộc cung sư tử. Thì ba cái cuốn bonus này mình cũng cho luôn vào cái phần phân loại thể loại luôn. Thì cuốn hay là mình cho vào cái phần bonus ở cuối cùng nhỉ? Thôi mình sẽ cho bonus vào từng cái mục mục. Đầu tiên mình nói đến là các cái cuốn kinh điển. Kinh điển mình có được một cuốn sách Đại gia Gatsby của Scott Fitzgerald, một cuốn sách rất là kinh điển. Và nói ra thì ai cũng biết về cuốn này rồi. Thì có lẽ là mình cũng không như thường lệ không cần nói quá nhiều cuốn sách Đại gia Gatsby nữa. Đây là cuốn sách nói về một giấc mơ Mỹ thông qua cái nhìn của nhân vật Jay Gatsby. Một giấc mơ Mỹ nó rất là hào quang. Và chúng ta đã nhắc lại lời của người mà chúng ta đều biết, hào quang rực rỡ đúng không nhỉ, hào quang sân khấu hoặc quang tỏa sáng gì đấy. Thế là Jay Gatsby với cuộc sống giàu sang, theo đuổi một giấc mơ Mỹ của giàu sang và tổ chức tiệc tùng, đúng con người rất là hào sảng, nhiệt tình, cũng rất là ấm áp, giống như là một người thuộc cung sư tử vậy. Tuy nhiên lại mang cho mình một nỗi lòng rất là lớn đấy, được cái này thì mất cái kia, và chúng ta không được có hết đầu tư ở mọi thứ. Đấy là điều mà chúng ta nên nhắc đến cho một người cực cung sư tử, vì đôi khi là họ nghĩ rằng họ sẽ có hết mọi thứ rồi đấy. Và đây là một cuốn sách mình cần phải đọc lại, vì mình đã đọc cuốn này
rất là lâu rồi mình cần đọc lại để mình nhớ lại nó kiểu các chi tiết rõ hơn ý. Nhưng mà đây là một cái cuốn sách mà về cái giấc mơ Mỹ này, và những cái đấy mình cảm thấy sẽ rất phù hợp với người được cung sư tử khi thích về thích những cái gì nó rất là vĩ đại, những cái gì nó to lớn, và đôi khi là những cái đấy nó chỉ để che giấu một cái nỗi trăn trở đằng sau đấy mà thôi. Cuốn thứ hai là cuốn đã được dịch rồi nhá, đã có bản dịch tiếng Việt rồi. Cuốn này tên là Chân Dung của Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, Oscar Wilde. Thì cuốn này đã có bản tiếng Việt mà Nhã Nam xuất bản rồi, mà hình như cũng có nhiều nhà cũng đã xuất bản cuốn đấy rồi đấy, thì các bạn có thể đọc được cái bản tiếng Việt cuốn này rồi. Đây là cuốn sách nói về sự phù phiếm. Dorian Gray đã cố gắng là lưu giữ cái tuổi trẻ, cái sự bất tử của mình bằng cách là có một cái dạng như là trao đổi bắt tay với quỷ để có được một cái bức tranh, làm một bức tranh mà tất cả những cái gì xấu xa nhất, đồi trụy nhất của Dorian Gray sẽ được thể trên bức tranh đó. Và ngược lại thì Dorian Gray vẫn sẽ luôn luôn giữ được cái sắc đẹp của mình, giữ được cái vẻ đẹp tuổi trẻ mãi mãi. Đấy thì cũng là một cái mà đôi khi mà một cung sư tử sẽ mắc phải, đó là sự phù phiếm. Và nhiều lúc là lạc vào trong cái sự phù hoa nó rất là vô bổ như vậy. Cần phải có một cái gì đấy để nhắc nhở cho cung sư tử biết rằng là cái thực tế nó như thế nào ấy. Cái việc sống tưởng nghĩ đến những gì mà nó phù hoa quá, nó cũng không phải là tốt đẹp gì cả đâu. Tuổi trẻ sắc đẹp tất cả mọi thứ thực tế là sẽ có hạn, nó sẽ không kéo dài lâu được. Vì như ở trong cuốn sách này thì đó, tất cả những cái điều xấu xa nhất thể hiện, những cái mục dũng nhất trong một con người nó sẽ thể hiện rất rõ ràng qua một cái bức tranh. Nhưng một cuốn sách nó nói nhiều về cả tốt xấu, tuổi trẻ, cái gì mà chúng ta nghĩ là nó quan trọng bây giờ, nhưng thực tế là nó sẽ không quá là quan trọng về sau nữa. Ví dụ như là cái sắc đẹp đấy, cái quan trọng nhất là phải luôn nuôi dưỡng cái tâm hồn, những khả năng của mình, chứ không thể mãi mãi là phụ thuộc vào cái tuổi trẻ sắc đẹp được, vì nó rất là phù du. Mà một sư tử như thì thỉnh thoảng cũng hay quên mất một cái thực tế như vậy và lạc vào trong cái sự phù du phù phiếm. Cần có một cái sự kiểm soát nhất định. Nói về hiện thực, lương tâm, cuộc sống và sự thật. Về sự thật thì một sư tử thì cũng rất là tôn trọng, đó đứng cái việc thành thật với bản thân là một cái quan trọng nhất đối với một sư tử. Tiếp theo là một cuốn sách mình đã bảo là mình có ý định sẽ đọc lại, bởi vì đọc một lần nó cũng sẽ không thể hiểu hết được. Đó là cuốn Bắt Trẻ Đồng Xanh của J.D. Salinger, nói về cậu bé Holden Caulfield, không phải cậu bé. Holden Caulfield sau khi bị đuổi học, và đơn giản nói về Holden sau khi bị đuổi học và đã lên New York để trải nghiệm cuộc sống rất là tự do, cuộc sống mà không bị kiểm soát bởi gia đình và nhà trường nữa. Nhưng chính vì vậy mà tự dưng cậu ấy bắt đầu suy nghĩ về nhiều cái liên quan đến người lớn ý. Tức là cái cuộc sống người lớn, cuộc sống của người trưởng thành nó khác như thế nào khi cậu ấy vẫn còn đang ở nhà trường với sự dạy dỗ của nhà trường, của bố mẹ. Và cậu ấy có thể là sợ hãi trước cái viễn cảnh là phải trở thành người lớn một mình. Nó như một cái cảm giác khi chúng ta bắt đầu một cái chuyến đi nhưng mà lại là không có ai đi cùng, và đi làm chuyến đi mà chúng ta không thể biết được nó sẽ gian nan đến mức như nào. Đó là cái điều mà Holden Caulfield cảm thấy lo sợ. Nhưng mà cậu ta có những cái trải nghiệm như một người lớn, nhưng cậu ta không bao giờ làm. Ví dụ như là Holden gọi một cái cô gái làng chơi đến, thì chúng ta nghĩ là để làm chuyện đấy đúng không? Nhưng mà không, Holden chỉ muốn nó người nói chuyện với một cô gái làng chơi thôi, chỉ đơn giản là gọi lên chơi. Thì đã nghe những người bạn mình kể về cái chuyện đấy rồi, nhưng mà lại không thể làm chuyện đấy được với một cô gái làng chơi, chỉ có ngồi và nói chuyện.
và kể chuyện cho nhau. Holden cũng là một con người không biết nói dối. Cậu ấy có một cái cách thể hiện rất là chân thật. Chỉ là một cái mình cũng nói về cung sư tử rồi, người rất là thật tính, thẳng thắn và không nói dối. Chính một sư tử cũng rất trân trọng, rất là coi trọng cái sự thật thà, cái tính thật thà. Đó thì như mà Holden Caulfield làm như vậy, cũng là người rất hay thể hiện cái tính cá nhân, cái tôi của mình. Chính là lý do vì sao mà Holden lại có thể bị đuổi học, để mình bị đuổi học và thực hiện một cái chuyến đi, trải nghiệm cái chuyến đi đến New York như vậy và làm tất cả các việc để xem một người lớn sẽ như thế nào đấy. Và Holden ở đây là đấu tranh với chính cái bản dạng của mình và sự xa cách và chính cái sự trưởng thành đó, những cái vấn đề đó là Holden đang cảm thấy sợ hãi khi trở thành người lớn. Và đây là cái chặng đường, nó hơi giống kiểu những chuyện coming of age, chuyện mà bắt đầu nhân vật, cái quá trình phát triển dần dần nhân vật, và đến cuối cùng thì Holden sẽ cảm thấy là mọi thứ đều có thể ổn mà thôi. Và cái việc trở thành người lớn là việc tất yếu phải xảy ra, đôi khi chúng ta phải chấp nhận việc đó, nhưng mà chấp nhận thì với một cái thái độ như thế nào. Và khi trở thành người lớn, chúng ta vẫn là con người đấy thôi, đúng không? Không phải thay đổi sang một con người khác, nó vẫn là cái con người của Holden Caulfield. Một cuốn sách mà mình bonus, cuốn này thì thực sự rất là nổi tiếng, đến cả người chưa giờ đọc sách thì cũng phải nghe được tên cuốn này rồi. Đó là cuốn Nhà Giả Kim, nói về quá trình, như nói về một anh chàng chăn lợn, chăn cừu, anh chàng chăn cừu Santiago à? Anh ta thực hiện một chuyến đi tìm một kho báu, và trên đường anh ta gặp rất nhiều người, và chắc là mỗi một lần gặp gỡ một người nào đó là sẽ mang đến cho cái cậu bé này, anh chàng này, một bài học cuộc sống. Thì đây là cái chuyện mà Nhà Giả Kim, thì theo như mình cảm thấy là nó mang cái tính là đi theo cái đam mê của mình. Sư tử ấy mình cảm giác như cũng rất là nhiều cái cung lửa khác thôi, Nhân Mã với Bạch Dương thì đều có một cái đam mê nó rất là bất tận, một cái sự đam mê nó mãnh liệt, một cái gì đó, tức là khi mà có một cái đam mê nó sẽ rất là mãnh liệt ấy, nó sẽ rất là hùng hục và nhiệt tình, và đó, và cái thái độ của một sư tử với một cái đam mê đấy là sẽ đi theo cho đến cùng và sẽ rất là quyết tâm. Và cái chuyện Nhà Giả Kim này thì mình nghĩ là nó có cái tính như vậy, có cái kiểu một cái ước mơ, đi theo một cái ước mơ, một cái đam mê nào đấy. Chuyển sang một thể loại khác không phải là kinh điển nữa thì đó là historical fiction, là gọi là lịch sử hư cấu. Lịch sử hư cấu thì mình có 3 cuốn sách tất cả. Thứ nhất là cuốn Kẻ Cắp Sách của Marcus Zusak, một cuốn sách cũng rất là nổi tiếng mà đã có phim. Bạn có thể xem phim để thấy nó hay hơn chăng. Nhưng mà phim mình nhớ là nó cũng mình lại không cảm thấy được, không cảm nhận được cái phim nó hay được như là trong truyện ấy. Và chuyện này nó hay ở chỗ là được kể thông qua cái nhìn của thần chết. Kể chậm sách là đi theo cái nhìn của thần chết, theo dõi về một cô bé tên là Lisso. Một cô bé 9 tuổi sống cùng gia đình nhận nuôi nó trên phố Thiên Đàng. Bố mẹ ruột của nó đã bị đưa đến trại tập trung. Lisso ăn trộm sách. Đây là câu chuyện về cô bé và về những người sống trên con phố nhà nó khi những quả bom bắt đầu rơi. Và đây là chuyện, cái bối cảnh là năm 1939. Nước Đức quốc xã, cả nước đang nín thở, thần chết chưa bao giờ bị biểu đến thế. Bối cảnh nó là thần chết, Lisso là một người Đức. Đây là những người dân ở Đức. Và Lisso che giấu một người Do Thái. Và cô bé đang trộm những quyển sách ở đây là đang bị cấm, bị đốt cháy, và Lisso đã ăn trộm lại những quyển sách đó. Cái việc đốt cháy sách làm mình nhớ đến cuốn 451 độ F. Mình có cả một review về cuốn 451 độ F đấy, mà liên quan đến nghề cứu hỏa là đi đốt sách ấy. Nơi đây nó cũng không khác gì một cái kiểu thế giới dystopia như vậy. Đua xã, đốt sách. Lisso lại một rất thích đọc sách và đã tìm mọi cách để có thể cướp lại những quyển sách đó. Nhưng đằng sau đấy thì đó là Lisso che giấu người Do Thái. Và đây là một cuốn sách nói về sự dũng cảm, nói về lòng trắc ẩn. Nó chính là tính cách của nhân vật Lisso này. Và cũng nói về sự bao dung hào phóng, và đó là những tính cách
cũng rất là đặc trưng của một sư tử. Một sư tử cực kỳ là hào phóng với những người mà sư tử coi trọng. Chúng ta muốn sư tử giúp đỡ thì sẽ nhận được lại sự giúp đỡ đó. Và khi mà sư tử đã hứa thì là một lời hứa, làm đến cùng. Và sư tử cũng rất là bao dung, rất là rộng lượng, hào phóng. Những cái tính cách đó nó cũng... Thì khi mà một sư tử đọc cuốn sách này thì mình sẽ cảm thấy là sư tử sẽ thấy được cái sự khớp giữa chính những tính cách của bản thân với cả những cái điểm đó được thể hiện qua trong cái cuốn sách này, thông qua chính nhân vật Lisu này, với cái hành động mà đi cướp sách ngay dưới mũi của những người lính. Việc lấy sách ngay thì nó đương nhiên sẽ là việc cấm rồi. Rõ ràng là yêu cầu ở đây là đốt sách để không có sách đọc, những quyển sách cấm. Nhưng mà Lisu vẫn tiếp tục vẫn thực hiện. Đây là một tác phẩm để bạn đọc thật chậm và nhấm nháp từng trang một. Những nhân vật này, đến mức dù chúng ta biết rằng họ sẽ đón nhận một kết cục thật bi đát, thì điều đó cũng không khiến ta bàng hoàng nhiều hơn vào lúc sau cùng, khi mà thần chết đến giúp họ đi. Thì cái đặc điểm của này nó lại hay ở chỗ là được kể từ góc nhìn của một thần chết. Thì có thể thấy là thần chết ở đây thì mặc dù nhiều phim nó sẽ thể hiện là đó là một thần chết xấu xa, nhưng mà đến cuối này thì thấy là thần chết thực ra cũng chỉ là làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Thần chết không giết ai cả, đến lúc thì phải mang những cái linh hồn đó bay đi, cũng không thể ngăn cản gì. Thần chết như một người quan sát, theo dõi tất cả các cái bên này. Cuốn thứ hai là cuốn cũng chưa có bản dịch đâu, The Secret Keeper của Kate Morton. Mình chỉ có bản tiếng Đức ở đây thôi. Euphelion and Spiron. Secret Keeper là người giữ bí mật. Đây là một cuốn sách nói về một cái cô bé này là chứng kiến mẹ mình giết một người. Và về sau thì cô ấy tìm hiểu về quá khứ của mẹ mình. Bà mẹ tên là Dolly. Thường là các chuyện của Kate Morton đều sẽ có cái xuất phát điểm như vậy. Đó là hiện tại sẽ có một việc gì đó và dẫn đến chúng ta phải tìm hiểu về quá khứ để giải đáp cho cái bí ẩn hiện tại. Thì quá khứ trong chuyện này nó là bối cảnh, cũng là chiến tranh thế giới thứ hai, nói về mẹ của cô nhân vật chính. Cô nhân vật chính tên là Laurel. Thì thực ra thì Laurel cũng không phải nhân vật chính lắm, Laurel chỉ là người đi cũng để gọi nhân vật chính nhở, tìm hiểu lại về cái quá khứ của mẹ mình thôi. Thì cái câu chuyện về bà mẹ là chính nhất, đó là nói về ba người bạn thân Dolly, Vivian và Jimmy trong cái chiến tranh thế giới lần thứ hai này. Và mình vô cùng ấn tượng cái twist của cuốn này, một cái twist rất là hay. Và đến giờ trong mấy cái cuốn của Kate Morton mình đọc ấy, thì như mình mới đọc có 3 cuốn hay 2 cuốn nha, 2 cuốn, nhưng mà sau đó có cả một cuốn là mình DNF, mình không thích lắm ấy. Thì cái cuốn này là cuốn mà mình đọc đến cùng và mình thấy hay nhất. Đây là một cuốn sách nói về bí mật, sự ám ảnh. Nó có cái yếu tố ám ảnh trong này. Và bởi vì là mình nghĩ rằng là sư tử ấy lại có một cái tính chiếm hữu rất là cao. Và chính vì cái tính chiếm hữu đó, nó lại có thể chuyển sang thành cái sự ám ảnh ấy. Thì đây là cái điều mà cái mà ở trong cuốn này nó thể ra được những cái bí ẩn, những cái bí mật này, sự ám ảnh này. Và đôi khi lại lời nói dối nữa. Nói dối thì đó là điều mà sư tử không thích, đúng không? Thì đây sẽ là một cuốn sách mà mình thấy sẽ khá là thu hút một sư tử này. Đôi khi nói về khao khát, những cái gì khao khát thì một sư tử rất là nhiều những cái khao khát, đam mê mãnh liệt, sự ám ảnh. Chỉ cái đam mê đó mà nó thành cái ám ảnh nó mới khiếp đấy. Có sự phản bội, tình yêu, cảm giác như cái này nó cũng hợp cho một thần nông nhỉ, thiên yết bọ cạp ấy, hổ cáp. Ô, thần nông, thiên yết, bọ cạp, hổ cáp, 4 cái tên để nói về một cung ạ. Chắc là có mỗi cái cung đấy là có 4 cái tên để nói. Trong người tiếng Anh chỉ là Scorpio. Bây giờ quay lại với cả sư tử thì cuốn này. Cuốn tiếp theo trong cái thể loại historical fiction là cuốn The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Đã cũng đã có một video, một cái những cái đọc sách về cuốn này rồi. Đây là cuốn sách nói về Evelyn Hugo, một diễn viên nổi tiếng ở Hollywood,
đã có 7 đứa chồng và bây giờ là bà ấy sẽ tiết lộ cho một cô nhà báo về 7 cuộc hôn nhân đó của mình và người thực sự mà bà ấy yêu là ai. Đó là cái điều mà tất cả các fan hâm mộ trên toàn thế giới đều muốn biết. Đây là một chuyện dạng viết kiểu hồi ký, tuy nhiên, à không phải hồi ký, tiểu sử chứ. Nó hơi dạng là tiểu sử nhưng mà không phải dựa trên nhân vật có thật nào cả. Nhân vật ở trong này là Evelyn Hugo và muốn một cô nhà báo viết sách về cuộc đời của bà ấy. Vậy thì bí mật ở đây là mối quan hệ giữa cô ấy và bà ấy là gì? Tại sao bà ấy lại chọn đúng cô ấy để viết sách? Bản thân mình kể về cuộc đời bản thân mình, tại sao bà ấy lại phải làm như vậy? Và trong các cuộc hôn nhân này thì ai mới là người thực sự mà bà ấy yêu? Sắp 7 cuộc hôn nhân thì cái người mà có thể theo bà ấy từ đầu cho đến cuối, một người bạn duy nhất. Đó, vì đấy chính là cái tình bạn trong chuyện này làm mình cảm động. Cuốn sách này nó sẽ hấp dẫn với một công sự, với một người chủ công sự tử. Trước tiên là vì cái thế giới điện ảnh, bối cảnh Hollywood năm 1930. Ơ, có đúng 1930, 1920, 1930 đấy. À, 1950. 1950 thì đó sẽ là cái bối cảnh sẽ có thể thu hút một sư tử này. Thứ hai nữa là nhân vật Evelyn Hugo vì cái tham vọng và khao khát và chính những cái đam mê của bà ấy nữa đấy. Nó rất là phù hợp với một cung sư tử. Nhân vật Evelyn Hugo này mình cảm giác cũng khá là giống một sư tử ấy. Có thể bà ấy là một sư tử chăng? Bà ấy rất quyến rũ, nó có một sự hấp dẫn người khác, chính là cung sư tử này. Nhưng hấp dẫn này với tất cả thế giới nhưng lại cũng khao khát một tình yêu đích thực và bà cũng có rất nhiều mất mát trong cuộc đời của mình. Đây là một cuốn sách nói về hào quang của sân khấu, của ánh đèn, của một diễn viên, cuộc đời của một diễn viên, những cái khó khăn của một diễn viên có thể đối mặt. Nó cũng là một câu chuyện về tình yêu và sự mất mát, về những cái đam mê, về sự nổi tiếng. Đó là những cái mà mình nghĩ là một cung sư tử sẽ thích đọc để thấy cả mình đồng cảm với nhân vật Evelyn Hugo. Chuyển sang thể loại thứ 3 đó là những cuốn dystopia thì mình có một cuốn bonus và một cuốn mình đã đọc. Cuốn đầu tiên là Đấu Trường Sinh Tử của Suzanne Collins, một cái series vô cùng là nổi tiếng và rất là đỉnh đám. Đây là nói về Katniss Everdeen trong một cái bối cảnh về là tất có cái đất nước này là được trị vì đất nước này là có 13 quận hay 12 quận mà mỗi quận sẽ được cử, sẽ được bốc thăm hai người để tham gia vào một cái đấu trường sinh tử, giết lẫn nhau tìm ra người thắng cuộc, chỉ là thế thôi. Và Katniss đã xung phong đi thay em gái mình bởi vì chị em gái cô là người bốc phải cái lượt là phải tham gia cái đấu trường này, nhưng Katniss đã xung phong thay thế. Thực tế là không một ai muốn tham gia đấu trường này cả. Vào đây chỉ có chết, một là chết, hai là sống hết, không một cách nào khác. Và đây chính là cái điểm mà cũng rất là giống với một người thuộc cung tử, đó là làm mọi thứ tất cả vì người mình yêu quý, vì gia đình. Đó chính là cái sự trung thành, trung thủy với người, với một người bạn hay là người trong gia đình, là những cái đức tính mà một Leo, một sư tử cảm thấy quý trọng nổi bật nhất. Đó chính là cái hình ảnh đó khi mà Katniss đã đánh đổi mọi thứ đấy để xung phong. Rõ ràng là việc khi chúng ta không phải là người bốc thăm ra cái tên, không phải là cái tên đấy, thì mình sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ở đây với Katniss nó không phải sự thở phào nhẹ nhõm. Không thể nào mà thở phào nhẹ nhõm được khi em gái mình lại là người được chọn, bị chọn để tham gia vào đấu trường sinh tử. Và điều bắt buộc phải làm lúc đó với một con người vô cùng là yêu em gái mình, đó là giơ tay mình đi thay em gái. Một người chủ cung sư tử sẽ là người làm như vậy. Và đây cuốn sách này cũng nói nhiều về cả cái sự lãnh đạo nữa, bởi vì Katniss Everdeen về sau, nếu các bạn đọc tiếp cả series thì cũng thể thấy là Katniss Everdeen sẽ là một biểu tượng của một cái phong trào cách mạng. Về sau thì nó lại không được mất, nó hơi bị mất đi tính đặc trưng của đấu trường sinh tử rồi. Nhưng mà cũng thể thấy là nhân vật Katniss Everdeen sẽ có mang những cái yếu tố của nhà lãnh đạo bẩm sinh, thì cũng có những cái nét khá là giống với cả một sư tử ấy. Cuốn dystopia thứ hai thì mình lại chưa đọc, nhưng mà cũng có bản dịch rồi nên các bạn không phải quá lo lắng đâu. Đó là cuốn Brave New World của Aldous Huxley. Cuốn Brave New World này thì có bản tiếng Việt là Thế Giới Mới đã được dịch rồi, nên là
rất là thoải mái đấy, các bạn có thể đọc đọc cái cuốn này bằng bản tiếng Việt. Cuốn này thì mình chưa đọc, nhưng mà mình cũng biết là nó về một cái thế giới mà tính cá nhân, cái tôi cá nhân, tức là bất kể một cái gì của cá nhân nó đều sẽ bị xóa bỏ, đều bị kiểm soát. Và đây là điều mà một sư tử không sẽ không giải thích. Sư tử thích sự tự do, sự thể hiện được cái tôi ra bên ngoài. Tức là cái tính cá nhân của sư tử rất là lớn ý. Làm sao mà một chế độ sao có thể kiềm nén được cái tôi cá nhân đó được. Và cuốn này nó lại thể hiện cái, nó ra được cái thế giới như vậy. Rõ ràng đây là điều mà trái ngược với những gì mà sư tử coi về cái hệ thức sống, quan điểm sống của bản thân. Mình chưa đọc cuốn này đâu. Nếu các bạn đọc cuốn này rồi thì cho mình cái một tí review của cuốn này. Mình đã mua rồi, như này thì chứng tỏ mình sẽ đọc, chỉ là mình ngại chưa đọc. Chuyển sang thể loại khoa viễn tưởng. Khoa viễn tưởng thì mình có một cuốn duy nhất thôi, đó là cuốn The Martian của Andy Weir. Khi mình đọc cuốn này về sau mình mới biết là đã có bản dịch viết của Nhã Nam, đó là Người Sao Hỏa này. Và thứ hai nữa là đã có phim, hình như cũng có được giải Oscar nào đấy hay là được đề cử ấy. Và mình khá là thích phim. Tuy nhiên là nhân vật trong cuốn này thì mình cũng không thấy là giống một sư tử gì đâu. Có thể là giống cung đất hay là cung khí hơn ý. Cuốn này thì nói về một anh chàng tên là Mark Watney. Anh này rất là hài hước. Thực sự là khi mình đọc một cuốn này thì mình thấy nổi bật nhất là cái tính hài hước của anh ấy. Và khi anh ấy giao tiếp, tức là anh ấy bị mắc kẹt ở trên sao hỏa sau một nhiệm vụ. Mà khi tàu vũ trụ đấy nó về trái đất rồi, nhưng mà bỏ lại mặc anh ta ở trên sao hỏa. Và bây giờ anh ta phải sống bằng tất cả những cái gì mà được để lại ở sao hỏa ấy. May là vẫn có cái tàu cái kiểu, nhưng mà anh ta bị mắc kẹt ở đây. Và bây giờ là để có một cái con tàu khác để quay lại sao hỏa để cứu lấy Mark Watney thì cũng phải mất một thời gian vô cùng lâu, cũng phải một mấy năm. Nó tính theo năm sao hỏa gì đấy cơ, là mấy chục năm gì cơ, mình thấy cũng khiếp lắm ý. Nhưng mà anh ta vẫn rất là bình thản, và anh ta vẫn dựa vào chính những cái tháo vát khéo léo của bản thân và cái sự thông minh. Và một sư tử thì cũng muốn rất là thông minh nữa, để vượt qua được cái cuộc sống ở trên sao hỏa này, cuộc sống khắc khổ như này. Và mình vẫn nhớ trong phim ý, thì nhân vật Mark Watney đấy là như Matt Damon đóng anh ta ban đầu cũng cường tráng khỏe mạnh nói, sau đến lúc mà khi về trái đất rồi trông như người gầy gò, vẫn khỏe mạnh nhưng mà người rất là gầy bởi vì là không được ăn uống đầy đủ như là khi ở trên trái đất rồi. Đây là một cuốn sách nói về cái sự sáng tạo, sự thông minh của Mark Watney nhá, sau sáng tạo nhá, cách để Mark Watney có thể tồn tại ở trên sao hỏa, một cái không khí môi trường cũng rất khắc nghiệt, và cũng là một con người rất là bền bỉ, không bao giờ bỏ cuộc. Đấy, cái thể hiện những cái tính cách mà với một sư tử cũng match nhau, khớp nhau. Sư tử cũng là một cái người có cái sự sáng tạo về cái sự thông minh, và cũng một người rất là kiên cường đối mặt với mọi thách thức. Một sư tử thường là như vậy. Đấy, rất là cứng rắn nhưng mà cũng mềm mỏng đúng lúc. Và Mark Watney là người như vậy. Đấy, với một sư tử khá là tháo vát, rất giỏi. Chuyển sang thể loại thứ cuối cùng, đó là thể loại fantasy kỳ ảo. Mình có hai cuốn sách. Thứ nhất là cuốn Những vị thần nước Mỹ của Neil Gaiman. Các bạn không ngờ được đấy đúng không? Tại sao cái cuốn này lại phù hợp với một cung sư tử? Cuốn sách này nó nói về một cái cuộc mâu thuẫn, chiến tranh giữa những vị thần mới và vị thần cũ. Nói về cái sự va chạm xung đột giữa hai cái hệ thống tư tưởng, giữa cũ và mới, các vị thần cổ đại ngày xưa và các vị thần hiện đại bây giờ. Mình mới nhớ nhất có thần toàn cầu hóa, thần truyền thông. Nó buồn cười ấy. Nhưng mà rất là hay. Chỉ mỗi tội là cái cuộc chiến đó nó không được thể hiện. Mẹ không được mô tả nhiều về cuộc chiến đấy trong cuốn này. Nhưng mà có những cái bối cảnh cuốn này nó khá là thú vị về cái việc là nói về cái sự mâu thuẫn giữa hai hệ thống niềm tin như thế. Đó là những cái nó rất là lớn ý. Và sư tử thích những cái nó hoa mỹ lớn đúng không? Những cái rất là to
và có nhiều cái ngóc ngách để có thể khai thác, để tìm hiểu. Đây là một cái thế giới mà vẫn là thế giới như chúng ta giờ thôi, chỉ điều là có sự tồn tại của những vị thần cũ, vị thần mới. Vì vậy một cái thế giới được miêu tả nó rất là sống động, màu sắc, nó rất là nhiều những cái rực rỡ, quá là phù hợp với một sư tử. Và nói về quá trình phát triển của nhân vật chính là Shadow, bắt từ một con người như này và đến cuối cùng có thể đối mặt với các vị thần và tìm lại được cái sự tự do của bản thân. Đó chính là điều mà một sư tử luôn luôn là muốn chạm đến, cái tôi bản thân nó rất là lớn. Thế thì cũng phải tính tính cá nhân của một sư tử. Các vị thần ở đây được sinh ra, chúng ta vẫn biết là những vị thần có thể tồn tại được lâu thì đó là bởi vì con người phải tin tưởng vào những vị thần đó. Chính con người cầu mong cầu nguyện những cái này thì những vị thần đó mới sinh ra. Những vị thần nó sống dựa trên cái sự ngưỡng mộ và tôn trọng của con người. Một sư tử thì cũng khác đâu, sư tử thích được tôn trọng, thích được ngưỡng mộ, thích được có là trở thành sự chú ý người khác, thích được là tâm điểm. Thì các cũng không khác gì các vị thần đây đâu. Ở đây không có nghĩa là mình coi sư tử là một vị thần nhé, nhưng mà tức là cái mà sư tử mong muốn thì nó cũng khá là giống với các vị thần, giống như mong muốn của chính các vị thần vậy. Và mỗi vị thần này đều có những cái đặc điểm rất là độc đáo, đó thể hiện được cái tính cá nhân của mỗi mỗi vị thần, đúng những gì miêu tả được một sư tử. Mà cuốn thứ hai mà trong thể loại fantasy đó chính là cuốn The Name of the Wind của Patrick Rothfuss, nói về quá trình phát triển của một pháp sư tài năng Kvothe, không biết cái tên phát âm thế nào luôn, mình đọc là Kvothe, 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 là một anh chàng pháp sư tài năng quyến rũ, có tài lãnh đạo rất là giỏi. Và anh ta ở cái cuốn đầu tiên này là cái quá trình anh ta phát triển đi học ở trường như thế nào, anh ta thể hiện cái tính bản thân của anh ta như thế nào, trở thành một con người rất là tài giỏi, có cái tính có thể lãnh đạo những người khác. Thì đó là những cái tính cách mà mình thấy một sư tử, mình đọc đọc cuốn này sẽ thấy là có khả năng là sẽ thấy mình giống với cả Kvothe. Thế giới phép thuật ở đây thì nó cũng rất là sống động, nó có những cái phép thuật, có cả trường phép thuật ở đây và cái cuộc sống để học trở thành người được được tôn trọng và được ngưỡng mộ. Đấy, hoàn toàn những từ khóa để miêu tả một sư tử. Đây là hành trình của một vị anh hùng, đó là Kvothe. Pháp sư quyền năng rất là đam thích phiêu lưu, theo đuổi kiến thức, dũng cảm, được công nhận sự cuốn hút, có tài, rất là thu hút người khác. Và đây là cả cái quá trình Kvothe đi khám phá bản thân. Chữ ở ngay cái cuốn đầu này thì nó cũng chưa có cái về cái chiến tranh hay là đối mặt với một thủ với một cái thế lực hắc ám nào đâu, chỉ là Kvothe từ một người bình thường trở thành một pháp sư quyền năng như thế nào, được trọng vọng như thế nào, và ai cũng được đến tên Kvothe, một sư tử khá là điển hình. Nhưng mà Kvothe đây không phải đến mức là thích trở thành tâm để chú ý, nhưng mà lại rất là được ngưỡng mộ. Đây cũng là một cái nhu cầu của sư tử. Mình bonus thêm một cuốn nữa mà cuốn này thì rất là nổi tiếng nhưng mình chưa đọc bao giờ, đó là thể thuộc thể loại trinh thám. Không, mình sẽ không gọi thriller, nhưng mà mình sẽ nói thành Dark Academia đi, The Secret History của Donna Tartt. Ước gì cuốn này mà dịch tiếng Việt thì mình sẽ đọc mua luôn, nhưng mà mình nhớ là hồi xưa đấy có chị Alex cứ nói là cuốn này đọc rất dài dòng, mình cho nên mình thấy hơi ngán ý, đọc tiếng Anh mình dài dòng chán lắm, nên là nếu có bản tiếng Việt thì tốt. Đây là một cuốn khá là kinh điển về thể loại Dark Academia, học thuật, nói về hồi học sinh một người chết. Và cuốn này cũng đã bị spoil rất nhiều lần về cái twist rồi, mà mình hình như mình có lần đọc rồi đấy, nhưng mà bây giờ mình đã quên mất cái twist của cuốn này gì rồi. Mình bị spoil nhưng mà bây giờ mình quên rất là may.
nhỡ đâu về sau mình vỡ thì đọc cuốn này. Thì cuốn này nói về cũng bí mật, những cái ám ảnh, những cái bí mật lừa dối, rồi cũng tình yêu. Đấy là những cái chủ điểm ở trong cái cuốn The Secret Keeper mà mình có nói lúc ở trong cái mục những cuốn sách lịch sử hư cấu ấy. Thì có lẽ đấy là những cái điểm tương đồng để thu hút một Leo, khi mà một Leo trở nên quá xấu xa khi mà bị lao quá nhiều vào cái việc say mê gì đó, nó trở thành ám ảnh. Ở đây lại còn có phản bội, điều mà một Leo không bao giờ thích. Ghét nhất là sự phản bội, đúng không? Nếu bạn là một sư tử thì bạn có cảm thấy là mình sẽ hợp với những cuốn sách nào không? Nhưng mà đã đọc những cuốn này chưa thì có thể thử nghiệm xem là mình có phù hợp với những cuốn này không, với một sư tử. Hẹn lại bạn trên các bài sau. Bye.